Ngâm nước Redmi Note 14 Pro 5G đầu tiên tại Việt Nam. Mình là Nam Béo và trên tay mình đây là con Note 14 Pro. Con này thì vừa mới ra mắt của Xiaomi và mình đã khá nhanh có được. Và một trong những nâng cấp của dòng Note 14 series này ấy, chính là tính năng chống nước với tiêu chuẩn là IP69K nha. Tức là cái tiêu chuẩn chống nước rất cao, bậc 9, chống bụi là bậc 6. Đây là một tính năng rất quan trọng, đặc biệt với một mẫu máy ở phân khúc 5 triệu đồng thì bây giờ mình sẽ test thực tế luôn cái khả năng mà chịu đựng nước của cái con Note 14 Pro. Và anh em xem là ban đầu là máy vẫn hoạt động rất bình thường nha. Màn hình cong AMOLED 1.5K 120 hạt tần số quét ha. Và cái bản mình đang có đây là Note 14 Pro 5G là da màu tím nha. Mặt lưng giả da luôn. Thì đầu tiên mình sẽ rửa con này, vì là chống nước là một tính năng khá hữu ích. Và cái hữu ích đầu tiên là khi điện thoại bị bẩn là anh em rửa. Và tiếp theo nữa mình sẽ ngâm nó trong cái này này. Anh em đi theo mình ra cái vòi nước nhé. Rồi rồi, tới công chuyện luôn nha. Và đây là cái vòi nước của nhà mình này. Đầu tiên là mình sẽ thực hiện cái bài là rửa cái con máy này ha. Và để rửa cái này thì đầu tiên nó phải bẩn một tí. Và để cho nó bẩn một tí ấy, thì mình sẽ cho nó xuống ở dưới này rất là nhiều đất này. Nhưng mà mình sẽ thử là drop test luôn nha. Mặc dù mình cũng rất là sót con này, thì anh em xem thử nhé. Dù sao con này 5 cổ cũng bằng 1 tháng chu cấp con rồi, nên là cũng khá tiếc. Nên là mình test ở mức độ tương đối nha, của người dùng bình thường, chứ mình cũng không dám test nó căng quá nha, mất tiền. Ok ha, 3, 2, 1, đây là đầu tiên là bài. Úi dồi ôi, khiếp quá. Rồi editor Caramel giúp vợ anh đi quay cận cảnh quá trình mà anh làm dơ cái con máy này. Là bẩn bẩn tí đi, chúng ta đi rửa nó mà, đúng không ạ? Đây này, đất cát rồi, ôi rồi ôi luôn. Dạo này Sài Gòn trời rất là mưa nè, không biết các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh xem video này không. Dạo này thì ở thành phố Hồ Chí Minh ha, mưa rất nhiều, sáng nay mưa to đấy, các bạn thấy rong rêu này. Cái này mình chưa có thời gian để mà dọn dẹp ha, nhưng mà mình sẽ cho lên đây hết đi. Đó, bẩn ha, rất là bẩn luôn. Rồi, tiếp theo ha, rất là bẩn dơ nhỉ. Đầu tiên là mình sẽ test là cái màn hình này nó có cảm ứng nước hay không ha. Đó, vì mình sẽ cho tí nước lên tay này. Tay mình nước quá trời nước ha, đây này. Đó, mình sẽ xem cái màn hình này nó có cảm ứng nước được không. Ồ, vẫn cảm ứng nước được nha. Tại vì đây là một tính năng mà gần đây ở trên các hãng kiểu là Oppo, Realme, họ hay ra những cái con mà có cảm ứng nước. Đó, anh em thấy ha, rất là bẩn này. Đó, cảm ứng nước bình thường nha. Và anh em chạy shipper thì rất cần điều này, vì nhiều khi các bạn tay bị ướt á, ra mồ hôi hay là tay bị bẩn, các bạn vẫn muốn là thao tác đơn hàng đồ này kia ấy, trên màn hình thì sẽ là ok ha. Đây, ok, vẫn thao tác được, chụp ảnh đồ các kiểu luôn này. Ok ha, chung là đó, có cảm ứng nước nha. Rồi tiếp theo là rửa thôi. Bẩn thì chúng ta phải rửa. Chứ cái bản lưng da này nó hơi kinh, kiểu như mà lưng kính thì rửa nó ấy hơn. Tại vì mà điện thoại mặt lưng da thì nó có cái nhược điểm ấy, là anh em xài một thời gian nếu như nó bị bẩn hoặc nó bị tầy xước ấy, thì nó mặt lưng nó rất là dơ nhá. Đó, anh em xem này, mình rửa ha, rửa cùng camera. Nói chung là chống nước bậc cao như này anh em rửa thoải mái nha. Đó, rửa thoải mái luôn. Đó, mình rửa nãy giờ cũng quá trời luôn ha. Đó, anh em hạn chế rửa mà cho nó vào cái cổng sạc nha, nhiều khi nó bị chập. Ok, xong rồi. Đây là con máy sau khi đã rửa ha, nó cũng khá là sạch sẽ rồi, nó cũng không bị bám bẩn ở đằng sau này ha. Rồi chúng ta tiếp tục test này, cảm ứng nước nha. Đó, mình giảm độ sáng tí cho anh em dễ. Camera, tất cả những chức năng cảm ứng ha, rất là hoạt động rất là bình thường này, khá là ok ha. Ổn áp phết. Đó, Facebook. Rồi, đa nhiễm đây này. Đấy, tiếp theo mình sẽ lau khô và mình đi vào mình thử sạc pin xem nó có nhận hay không nhé. Thôi mình lau đỡ nhá, cái rẻ này nó cũng hơi bẩn tí, nhưng thôi lau đỡ là được rồi. Nhưng mà khi mà các bạn test nữa thì bạn nên chờ cái cổng sạc này nó khô nhá, rồi hãy cắm điện vào. Mình thử luôn nhá, thử luôn để xem là mình đang có cái bộ sạc nhanh con này đây. Đó, cắm xem là nó có lên hay không nha. Mi Turbo Charge.
À vẫn lên nha, vẫn lên sạc nhanh bình thường, nó không thông báo là cổng bị ướt gì luôn nha. Cắm lên bình thường luôn nha. Wow, quá là ok luôn. Rồi, bây giờ chơi bài nặng đô hơn. Giờ mình sẽ đầy cái này nha. Mình hứng đầy cái này là bình nước 5 lít Aquafina nhà mình hay uống. Ui chà, nặng phết đấy. Rồi, anh em xem nha. Đây, mình sẽ thử thách ngâm 10 phút nha. Đó, đây là cái thời gian sáng này, mình cho lên là 10 phút nha. 10 phút sáng màn hình. Và mình sẽ vào cái bấm giờ, đồng hồ bấm giờ để mình bấm anh em nha. Sau đó thì mình cũng quay lại toàn bộ quá trình luôn, chứ không phải là mình cắt ghép gì đâu ha. Anh em xem đây này. Mình bấm ha, bắt đầu bấm nha. Bấm, rồi, cho vào nha. À không, nước nó ấy anh em, anh em thông cảm tí. À đây vẫn đang chảy này, đồng hồ vẫn đang chảy. Mình thả vào nha. Đấy. Rồi bây giờ ngâm 10 phút nha. Rồi mình sẽ cấp thêm nước nha, cho nó đầy vùn luôn. Quá đã luôn. Test nước phải kiểu này chứ. Vẫn đang đến giờ các bạn ha, được tầm hơn 2 phút rưỡi rồi. Và thực sự mà nói là mình test ở cái điều kiện thực tế nhất mà những người dùng bình thường mà chúng ta cần trên một con máy mà có chống nước nha. Đó, các bạn sẽ thấy ha, ví dụ như là máy bị bẩn chúng ta rửa này, cũng như là ok đôi khi chúng ta bị làm rớt vào thau nước rồi là vào ở trong máy giặt đồ này kia ấy, kiểu như vậy thì môi trường nó sẽ kiểu như thế này. Thì mình test trong vòng 10 phút ha. Chúng ta bây giờ thực ra chỉ cần là chống được 10 phút đổ về rồi nó đã quá ngon rồi. Thì cũng không ai mà gọi là não cá vàng mà để quên điện thoại mà ngâm nước cứ mấy chục phút đâu, trừ một số những trường hợp thôi. Thế nhưng mà chống chịu được, vẫn sống được qua con số này là quá ngon rồi nhá. Các bạn ơi, như vậy đã 9 phút 23, 24 giây rồi và sắp đến cột mốc là 10 phút rồi ha. Nhưng mà thực ra là mình vẫn có thể ngâm 11, 12 phút vẫn được, không có vấn đề gì. Màn hình thì nó vẫn sáng từ nãy đến giờ đó anh em, nhưng mà sau 10 phút thì nó sẽ tắt. Nên là ok, chúng ta sẽ kết luôn. Và thực ra là một con máy mà thực sự nó chống nước được ở cái khoảng thời gian như thế này, chỉ cần tầm 10 phút hay 5 đến 10 phút thì nó đã khá là tuyệt vời rồi. Và tất nhiên tính năng chống nước này nó chỉ mang tính lợi thế nha. Có nghĩa các bạn xài thì sẽ yên tâm hơn. Với những người làm điều kiện môi trường khắc nghiệt hay chạy ngoài đường nhiều, shipper, ship bủng các kiểu, tắt màn hình rồi ha. Đó, hoặc những người làm công trình ấy. Còn với người bình thường thì chúng ta sẽ yên tâm hơn trong một số những cái trường hợp. Nhưng mà các bạn sẽ không được lạm dụng tính năng này ha. Vì đơn giản không có hãng nào bảo hành tính năng chống nước hay là kháng nước hết nha. Kể cả là Samsung, iPhone đồ này kia cũng không có bảo hành đâu. Nên là các bạn cũng đừng lạm dụng cái tính năng này ha. Để mà lỡ mà xui thì lại dính nữa. Bởi vì cái này thì cũng mang tính hên xui thôi. Hên thì không sao mà lỡ xui cái là thôi, mất tiền ha. Rồi ok, như vậy đã sau 10 phút rồi. Mình sẽ lấy ra nước đầy nha. Nước đầy cái bình 5 lít như này ha. Đó. Wow, sáng màn hình rồi, mình lấy ra ha. Đây. Và ok, còn máy đây. Đúng ha, sau gần 11 phút luôn. Mình nghĩ phải hơn 11 phút rồi ha. Máy xem như thế nào nào. Wow, cảm ứng vẫn rất bình thường, rất là ok ha. Cái này nếu như mà lỡ các bạn có bị ngâm thì nên chờ cho cổng sạc này nó khô nhé. Cổng sạc này nó khô rồi, cổng sạc nó khô rồi hãy sạc ha. Và vào những cái tính năng nào, camera chung là đúng nghĩa là tính năng chống nước IP68 anh em ha. Camera ống kính nó cũng không bị vào nước luôn nhá. Ống kính nó vẫn chụp, nó vẫn nét nhá, nó không bị mờ, nó không bị vào nước nha các bạn ha.
Rồi thì có lẽ nội dung video đến đây kết thúc được rồi đó anh em. Dòng Note 14 Pro năm nay phải nói khá là uy tín và rất là hữu ích dành cho những cái bạn nào mà cần đến cái tính năng chống nước như thế này. Và đây cũng là một trong những con máy rẻ nhất đấy ở trên thị trường mà có chống nước tiêu chuẩn cao. Anh em shipper thì lại khoái con này rồi. Rồi, nội dung video đến đây kết thúc rồi ha. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích thì hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký kênh Đam Mê Công Nghệ ha. Chắc còn vài ngày nữa thì mình sẽ review lại con này để xem là ngâm nước như này thì sau vài ngày nó còn sống hay không, hay là nó toang. Cảm ơn anh em.